Tiệm bánh siêu thị nhỏ gần nhà mình, bánh cho mấy đứa cháu nó ăn nhà, người học ở nhà nó buồn. Tây chiên cái mùi này cho nó thích ăn là thuốc đặc dán, dán nó quá lộng hành rồi, chuột à, dán rồi. Bên này quá trời gán nhà, nhà cửa sạch sẽ mà nó cũng gán rất trời. Gần nhà mình đi ra khoảng mấy phút rồi, có cái xanh lệnh đồ. Xe chở sao mà bay à? Này số trên xe 1000 đó sao lẻn bài ơ à? Và chính thiên cho sân y bố sư hòa sư. Nên là ta cúng gà dịp nhiều. Làm sẵn thì mình mua gà. Chợ bữa nay cũng không được đông mấy, ngày mai ấy. Ngày mai là ngày ta vô đồ ta cúng, ngày mai mới đông nhiều. Tôm cho tôm nặng kia 220 cũng vậy, 230. Tôm này cũng mắc. Nhà cúng này đồ mắc quá. Đến 35 đồng này, 40 đồng. Này, 5 năm ta bán hết rồi. Chở thêm nhiều mày. Bán 35 đồng, bán 40 đồng khác. Này cũng có bánh bán, rau cũng là bánh là bánh. Cái nào này quen. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bánh ú thôi nhà ơi. Cái Việt Nam mình không có bánh ú. Ngày ở chợ bán đắt quá trời. Cho mình miếng trái cây ăn với trái cây hai đòi là được. Cái này vô mùa xài xoài không hả các nhà, xoài không tin thêm chứ xoài cỏ Mỹ vừa xong mò. Các loại bánh ngọt này là để ăn sáng cả nhà. Nhà mình là chỉ có vậy thôi đó. Ở đây lo ăn cái gì thôi. Loại bánh ngọt. Kiếm những trái cây mua không có gì mua ăn. Hôm nay mình làm bánh xèo cho khách, mình đặt 10 cái thì mình làm với bột Vĩnh Thuận. Vĩnh Thuận ở Đài Loan này thì nó có bột chiên giòn đấy. Thì mình sẽ để mình pha vào bột chiên giòn cho nó cái bánh nó được giòn. Thì mình tiến hành pha bột. Ở đây mình có 2 bịch bột Vĩnh Thuận. Mỗi một bịch là nó có 400 gram. Mình sẽ pha với 750 ml nước hoặc 800 ml nước. Trong đây nó có bịch màu nghệ. Thì nếu nhà không đủ thì mình có thể dùng thêm bột nghệ, tinh chất bột nghệ tự nhiên của mình ở đây ha. Nay mình pha đổi cho khách có 12 cái bánh thì mình sẽ pha 2 bịch bột. Không đủ thì mình phải pha thêm. Bây giờ mình pha trước là 2 bịch. Thì mình sẽ cho vào đây khoảng một lon nước cốt dừa như thế nha. Lon nước cốt dừa thì nó tương đương 400 ml nước. Đây, 400 ml nước mình sẽ cho vào bột để cho nó có cái độ béo và nó làm cho cái bánh mình dễ chóc. Là mình một bịch là nó có 800 ml nước thì mình cho đây một. Lần thứ nhất là 400 ml nước cốt dừa rồi. Bây giờ mình cho thêm 400 ml nước khâm vào. Và mình cho 1.6 lít nước cho các nhà. Đây cái lượng nước của mình 400 ml nước thì là được 1.2 lít nước. Mình cho 1.6 lít nước gồm 2 bịch bột.
hộp mình cho một lít 6 nước nha cả nhà. Mình phải có cái dung dịch lượng nước đàng hoàng, chứ nếu mà bánh xèo mình không có lượng cái nước đó được á, mình cứ đổ nhắm chừng hoài thì bột có khi thì đặc, có khi nhão. Đó là mình đổ cái bánh nó không chuẩn. Khi mình để bột vô thì nó sẽ có nhà bị đóng cục gì nè, mình sẽ dùng cái rây này nè, cái cây này nè, mình cà bột đó cả nhà. Cà cái này là bột nó sẽ tan hết, mà mình không có sợ nó đóng cục và nó ốc trâu hay gì á. Nhà các cà gì nè nó sẽ ra hết. Tiếp tục mình cho thêm một miếng bột chiên giòn vào nữa cả nhà. Thì mình sẽ cho vào đây khoảng 4 muỗng bột chiên giòn, 4 muỗng canh bột chiên giòn để cho cái bánh nó được giòn. Mình tiếp tục mình đánh cho nó tan lên. Sử dụng cái này để mình cà bột cho nó nhanh cái này, nó không bị đóng nước trâu mà nó cái mình cũng sạch sẽ, không có cần tới cái tay của mình để mình đánh bột, đánh nhào bột trong cái bằng cái tay. Mình sử dụng cái giá cái này mình cà. 4 muỗng bột chiên giòn thì mình phải cho thêm 100ml nước vô để cho nó đúng cái độ bột, thôi bột nó sẽ nhão, nghe khô quá nên mình bỏ thêm bột chiên giòn vô nó sẽ có chất khô. Rồi bắt đầu mình để hột tinh nghệ bột vào như thế này. Khi phần bột mình đã đánh xong đều hết rồi, mình sẽ cho một tí muối, khoảng nửa muỗng cà phê muối cả nhà. Và muốn cho cái phần bột nó ngon đó, thì mình sẽ cho vào đây khoảng một muỗng canh, nửa muỗng cà phê bột nêm, cho cái bột mình nó dằn lại nó không có vị chua. Có nhiều khi mình ăn cái bột nó chua, mình ăn cảm thấy cái bánh nó không có ngon. Thì xong mình để đây để cho bột nó nghỉ khoảng tiếng đôi tiếng, thì mình đi chuẩn bị các cái thứ khác như là rau tôm thịt rồi để cho mình chuẩn bị mình đổ bánh nha cả nhà ha. Bột mình chuẩn bị xong rồi, giờ mình đi luộc thịt để hồi mình sắc vô mình đổ bánh xèo. Mình chuẩn bị rửa rau giá, giá mình lật sạch hết phần qua rồi cả nhà. Mình bán cho khách chứ mình cũng kỹ, không dám làm nên giá kỹ sợ sẽ cho người ta ăn. Giờ đang có bệnh dịch, ruộng bệnh dịch mình cũng làm rất là kỹ, mình không có thích làm gì chi ổ dơ. Mình rửa rau sống thì mình cho một miếng rau cải, thì mình nhớ bỏ nước muối vô như thế này để mình thử cái sát trùng vi khuẩn cho nó sạch sẽ. Mình rửa lại, rửa nhanh lên, khoảng thời gian muối nó làm cho rau rửa nước muối cho nó sạch. Rau mình lọc sạch hết trơn qua, cái này mình rửa. Mình thấy cái nước rau nó dơ như thế này đó. Nó sạch mình để ráo. Rau nó rửa nước mình toàn nước bốn nước. Khâu chuẩn bị mình đã xong rồi nè. Cái chua mình làm ngày hôm qua, nước mắm.
mắm để ăn bánh xèo. Ngon lắm nè. Rau mình đã rửa sạch sẽ hết rồi. Rau giá. Bên đây là nhân giá, củ hành, thịt, tôm, bột nãy giờ mình pha sẵn để rồi, giờ mình để tới giờ mình đổ ăn, mình đem giao cho khách người ta ăn trưa. Giờ là nó có 9 giờ, 10 giờ, 1 giờ bắt đầu mình đổ, mình đem cho người ta là dừng. Mình để cho nó bột nở rồi cả nhà. Chảo này mình mới mua bên Việt Nam qua, mình chuẩn bị đã xong rồi, bây giờ mình để chút xíu mình sẽ đổ bánh xèo nha cả nhà ha. Thank you.
sao đó nè. Bánh xèo hoàn thành nha cả nhà ơi, mình cả nhà thưởng thức bánh xèo nha, nó giòn rụm. Bánh xèo đó, xèo ảnh rồi thấy rồi, bánh xèo mình đã xong rồi. Nhà cả nhà thích bánh xèo của mình nha, mình làm bánh để mình giao cho người ta 10 cái đây nè, 4, 6 cái, 8 cái, 10 cái nè, 10 cái bánh xèo. Xèo mới ra lòng bánh gà ngon, cái nhà ơi là cái nhà có cái bánh xèo của mình nhé. Đây bánh xèo bánh trình đã hoàn thành nè các nhà ơi, mình chuẩn bị đi giao cho khách nè. Cháu mình nó học online, đồ đạc mình chuẩn bị xong rồi, mình đi giao cho